Chào các bạn, hôm nay mình lại có thêm một ngày trời nắng rất là đẹp. Cũng thấy hơi ấm cho nên mình ra hôm nay mình sẽ ương mấy cái loại này để cho nó lên 11% á các bạn. Đây là ớt hiểm của Việt Nam, mình lấy hột từ Việt Nam mình đem qua nè. Rất là cay, các bạn có thấy nhỏ xíu à, nhưng mà rất là cay không. Mình lấy từ trái, mình là lấy hột ra mình phơi, bây giờ mình ương để mai mốt cái đó lên cao, đặng mình có kịp thời gian mình trồng ở ngoài các bạn. Với lại đây mình có hột hành lá, mình sẽ ương hành lá trong cái nhà kính của mình. Rồi đây là cái trái zucchini các bạn, này trái bí giống như bí cây vậy đó. Bí này loại nó không có bò. Zucchini này ở đây thì rất là dễ trồng, thì mình cũng ương trước, tại vì ở ngoài thì trời nó cũng còn lạnh cho nên mình không có muốn ương ở ngoài, tại vì nhiều khi nó lạnh cái nó lên cái nó sẽ chết các bạn, cho nên mình ương ở trong nhà trước cho cái cây nó to nó lớn này mình khi ấm thì mình đem ra mình trồng ở ngoài, cái nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đó, hôm nay mình chỉ làm như đó thôi. Với lại mấy cái cải xanh của mình cũng lớn quá nè các bạn. Có mấy bữa mà nó khác dễ sợ luôn. Bữa nay mình thu hoạch nó, mình đem vào mình nấu canh cải ăn. Canh cải này mình nấu với súp sườn heo hay là súp gà các bạn. Mình bỏ vô miếng gừng thơm thơm, nó ăn nồng nồng rất là ngon. Đó là cái mấy bộ cải của mình. Mấy bộ cải này nó còn sót năm rồi nó lên đó các bạn, nhờ nó nằm ở trong cái nhà kính nhỏ của mình nè. Nó còn sót cái năm ngoái mà nó lên đó, mình không có trồng nha, nó rụng ngọt có năm rồi nó lên đó. Mấy cái bôi tỏi của mình nó phát triển rất là tốt. Vườn của mình thì mình cũng đang dọn dẹp để chuẩn bị trồng rồi các bạn. Ở ngoài thì chưa có trồng gì nhiều. Mấy bữa trước thì mình trồng mấy cái bụi đậu. Ok, bây giờ mình cắt mấy cái bụi cải này trước. Để lâu quá nó già uổng. Thấy to lớn. Mình cắt ăn bớt rồi các bạn. Mình cắt mấy cái nhánh nó mình ăn bớt rồi đó. Chứ không cái bụi nó cũng bự lắm à. Xanh tươi ngon quá chừng luôn nè. Nó lên cái mình cắt mấy cái nhánh dưới mình ăn trước à, nó lên cao tiếp. Hôm nay mình sẽ nhổ lên hết nguyên bụi luôn. Cắt này thôi cái bụi nó nè. Cái cải ngon quá các bạn. Chỉ có mấy bụi thôi. Xanh tươi luôn, không có con sâu đu luôn, thấy ngon các bạn. Với lại cái mùa này trời nó còn lạnh lạnh cho nên sâu bọ rồi nó chưa có, cho nên cải mình trồng rất là tốt, không có sâu luôn, tốt dễ sợ các bạn. Cải này vô nấu canh với bỏ miếng gừng là ăn rất là ngon. Cái này hơi già rồi, mình chỉ nấu canh thôi chứ không có ăn sống. Như mình ăn lẩu thì cũng được. Ai, tôi hoạch được mấy cái bụi cải đủ một nồi canh mình ăn được rồi. Ngon lành. Cho vào nguyên cái rổ. Bỏ mấy cái gốc này. Các bạn nhìn thấy mấy đây có mấy con bò chằn nó bò ra rồi nè. Mấy con này nó phá hoại dữ lắm. Mấy cái mà cải gì mình ương nó mới vừa lên á, nãy mầm nó lên nó bị mấy con này nó ra nó ăn lá hết à. Mấy con này nè phá dữ lắm.
Nó cũng ăn cái cải này các bạn, nhưng mà cải nó còn lạnh, nó chưa có xanh nhiều quá. Hay mốt mà cải ấm rồi á. Nó ra dữ lắm. À, mình thu hoạch được một mớ cải đây. Đây là mấy cái hạt bí zucchini, bí này bí cây các bạn. Như lại mình có một một cà bịch hột măng tây này, mình sẽ rải xuống mấy này, mình rải ở ngoài mình trồng được các bạn. Cái này nó chịu lạnh được. Nó thường thường là cái mùa này nó lên đó. Hè ở đây rất là ngắn các bạn, cho nên cây mình trồng ở đây mình phải ương tước ở trong nhà để cho nó lớn nó mạnh trước khi mà ấm, cái mình đem ra mình trồng liền để nó có cái thời gian nó lớn nhanh, chứ không thì đợi khi nào mà nó ấm mình đem ra mình ương thì cái thời gian nó không có nhiều, cho nên cái gì chưa làm cái cũng phải ương cầm trước trong nhà. Trồng chờ khí ấm mình trồng cái khi nó có trái cái là lạnh rồi cái mình không có ăn được lâu. Mấy cái hộp bí trước. Bí này mình không biết ở Việt Nam có không, chứ ở đây trồng rất là dễ, không cần phải về. Anh trồng một chậu hai hộp rồi các bạn. Trồng nhiều quá mốt của mình không có, mình không có chỗ mình trồng, mình muốn trồng cái chút á, không có trồng thứ nhiều, quá không ai ăn cái, không ai ăn hết, lép cho nó bao đi. Cây nào nó mạnh thì mình bứng ra mình trồng. Còn cái chậu này thì mình cho hộp ớt cho đẩy nó vô, thì cây nào nó lên thì mình trồng. Mốt cái nó lên này xong cái nó trọng trọng đó, mình bứng chiếc nó ra. Ớt này thì mình trồng nhiều được bạn, trồng cái nó có trái nhiều cái mình thu hoạch, cái mình hái mình bỏ vô tủ lạnh, mình trong đá mình để ăn lâu dài được. Có chỗ thì mình trồng nhiều được, ăn nguyên năm luôn. Đây là ớt hiểm. Thì ở đây nếu mà mình ương được thì mình nên ương các bạn, tại vì nếu ở nhà mình có đất mình trồng á, mình nên mua hộp gì mình ương, hay là mình trồng mình để dành hộp á. Chứ mà mỗi năm mình đi ra tiệm mình mua cây nó ương sẵn thì rất là mắc, một cây gì nó bán đồng mấy cây. Mình trồng nhiều loại cho nên mua cái một chút cũng tốn tiền, cho nên mình nếu mình ương được thì mình nên ương. Còn như giống như mấy bạn mà không có đất trồng cây hai cây thì cái đó mình đi mua nó ương sẵn thì nó tiện hơn, tại vì mình không có trồng nhiều.
Rồi xong, cái này mình chỉ bỏ vô cái nhà kính mình, tại trong nhà kính mình nó ấm á các bạn, cho nên mình để trong đó cho nó lên. Ok, mình tưới cho nó ẩm đất một cái rồi mình đem bỏ vô cái nhà kính nhỏ của mình các bạn, trong nó giữ ấm á. Này mình để trong nhà cũng được nhưng mà cái nhà kính của mình nó giữ ấm cho nên mình để trong đó được. Đây mình bỏ vô cái cho nó vào cái nhà kính của mình đó. Bỏ trong đó. Đỡ lên đây. Chiết nó ra, nó lên cao cao nhỏ nhỏ, cao cao chút xíu, trọng trọng chút xíu rồi mình chiết nó ra mỗi cây một chậu cho nó phát triển mạnh hơn. Nhà nó đậy cửa nó lại, khi mà có nắng trọng nó rất là ấm cho nên mình ương cây trước được. Còn nếu các bạn nào không có thì mình để ở trong nhà gần cửa sổ đó các bạn, mình để chỗ nào mà ấm với mình có đèn thì mình đốt đèn cho nó, giống như trồng ở trong cái greenhouse vậy đó. Ok thì mình bỏ trong đó mình chờ thôi. Nhà mình đi đem cây hành lá này mình trồng ở trong cái nhà kính lớn của mình. Đây là hành lá nè, hành lá này mình ăn rất nhiều hành lá các bạn. Lá là lúc nào cũng ăn tới nó hết, nấu canh hay là xào gì mình cũng có bỏ chút xíu hành lá cho nó thơm. Đây mình đi vô cái nhà kính của mình đây. Các bạn thấy mấy cái cải của mình ương mỗi ngày nó mỗi phát triển tốt nè. Cái này là rau sống. Mỗi ngày nó lên một chút này, chừng 3 bữa 4 bữa nó làm thu hoạch gần được rồi. Cái này loại rau salad ăn sống là cái rau này là loại ăn sống nó nhỏ nhỏ chứ không phải loại lớn đó các bạn. Như cái loại này thì nó lớn nè, cái này để mình ăn bánh xèo ăn rau sống được. Còn cái này loại nhỏ mình ăn với cái dressing nó rất là ngon. Mấy cái bụi cải xà lách này của mình cũng có ăn, mấy mình ăn rồi nha, nó già lên bông rồi. Nhỏ mình bỏ nên mình cho hành lá giúp cái hành lá với lơi vô đây đi. Bỏ đất phí uổng. Lá của mình mua năm rồi nè, khi mà hết mùa các bạn ấy nó công tiệm ấy nó dẹp ấy, nó on sale với mình mua mình để dành nửa giá. Cái hộp hành lá nè, mẹ hành lá của Tây cho nên cái cọng nó rất là lớn đó. Nếu mà mốc nó lên một cái dày quá thì mình chiết nó ra. Hành lá này nó chiết ra cũng dễ dàng, không có gì.
vô không bỏ phí các bạn, thì mình tận được cái nào thì hay cái nấy. Bát nhỏ thì mình không có bỏ phí, tưới nó sẽ lúng dưới đất, không cần phải lắp đất lên nhiều. Rồi xong, còn cái mình đi ra ngoài kia mình trồng cái mấy cái hạt cái lúc nào con dê mình ương hạt rồi mình tưới cho nước sơ sơ cho đất nó ẩm. Mình có mấy cái bụi rau xà lách son nó cũng đang lên. Cái này là mình trồng trong cái nhà kính cho nên nó lên xốp nha các bạn. Trong nhà kính thì khi mà trời nó có nắng là nó ấm, mình trồng trước được. Cái này các bạn nhìn thấy ở ngoài nó còn lạnh cho nên cây cối nó chưa có lên, chỉ có mấy cái loại bông hoa nó chịu lạnh thì nó lên thôi. Ok, mình đã tưới xong cái này. Còn cái măng tây mình trồng chưa được các bạn ơi. Coi ở mấy sao là nó nói là cái hạt của mình phải ngâm trong nước ấm 24 tiếng đồng hồ rồi mình sẽ ươm nó sau. Cho nên của mình chưa có ngâm nước cho nên mình hôm nay mình không có trồng nó được. Giờ mình đem nó mình ngâm nước ấm 24 tiếng đồng hồ rồi mình ươm nó sau. Cái này mình để mình trồng sau. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái mình ươm mấy cái hạt ớt hiểm với mấy cái hành lá để sửa soạn cho nó trước khi trời ấm là mình có mình trồng. Okay, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ha. Mình hẹn các bạn cái video làm vườn kỳ tới. Cái cây rosemary của mình nó cũng phát triển tốt quá nè. Ok, mình chào các bạn.